Lời nói đầu tiên kinh thú vui dân dã cũng không quên gửi đến lời chào tất cả các anh chị em xem video nha. Hôm nay mình đi gửi hẹn anh em thì cũng tranh thủ uống ly cà phê nha, có làm clip về hạt giống cho anh em. Thì bên mình là chuyên cung cấp các hạt giống của công ty Việt Nam anh em. Thì hiện tại bên mình đã có cái dòng sản phẩm cao ID đã có rồi nha anh em. Thì cái mẫu cao ID này như thế nào, mình video này mình sẽ chia sẻ cho anh em biết về cái giống này nha. Thì đối với mẫu cao ID thì nó có tầm khoảng trình như nó có tầm khoảng gần 2 năm nay anh em, chèm 2 năm rồi. Nói với cái dòng cao ID này là mẫu trái nó dài cũng giống như là thằng Cali B hoặc C nha, mẫu trái cũng trung bình tầm khoảng 20 đến 25 cm nha anh em. Thì có những anh em mua hạt giống bên mình đã rất là lâu rồi, thì cách đây khoảng thời gian cái thằng giống Cali D nó bị rớt hàng nha anh em, là nó hết hàng, nó không còn giống. Nó lại có giống lại tầm khoảng mấy tháng nay nha anh em. Thì đối với cái giống này thì mình cũng giới thiệu cho anh em trồng thử, là anh em phản ánh lại cho mình cái giống này hầu như là cái sức đề kháng nó rất là mạnh nha anh em, nó mạnh hơn rất nhiều. Còn ví dụ như anh em trồng bò lan hoặc là trồng trên vàng đều được hết nha. Thì anh em đừng có quan trọng mà chữ bò vàng hay bò đất, thì anh em bò đất anh em cho leo vàng cũng được, mà anh em leo vàng cho bò đất cũng được. Thì đó cái thứ nhất. Cái thứ hai thì anh em chỉ quan trọng cái vùng miền trồng cho mình nha. Thì nói với cái vùng miền mà ăn trái bí to là đòi hỏi phải ruột xanh nha anh em, thì anh em nên trồng cái giống Cali B của mình nha. Cali B thì nó ruột xanh với Vino 109. Cái đó nếu vùng miền của anh em ăn ruột xanh thì anh em trồng hay cái thứ đó, còn nếu anh vùng miền ăn ruột xanh thì anh em trồng cái này thì thua, bán không được nha. Thì đối với anh em mà cái vùng miền mà không đòi hỏi ăn ruột xanh á, thì anh em trồng cái giống bí này cho mình, mình đã bán nhiều rồi, anh em phản ánh lại là cái loại Cali đây này đó, nó sức đề kháng nó bò nó rất là mạnh nha. Được rồi, mình cũng giới thiệu cho một anh ảnh mua Cali B cho mình nha. Mình cũng giới thiệu cho một anh ở Tây Ninh này nha. Thì anh cũng gọi cho mình để kiếm lại mua cái giống này, nhưng đợt rồi mình hết hàng anh em, thì anh cũng mới đỡ cái giống Cali B cho mình. Thì phản ánh của tất cả anh em thì cái giống này nó sức đề kháng nó mạnh hơn các loại trong dòng bí của thằng Vino anh em. Ngay cả anh em ở miền Tây á, thì mình bán giống này hầu như là bà con cũng rất là thích trồng cái giống này anh em. Thì cái giống này hiện tại thì giá nó 35.000 một bịch cho anh em. Ngày quán ở đây ồn quá, mong anh em thông cảm nha. Anh em nào cần giống thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình 0939148526 nha. Số đó cũng đồng thời số Zalo của mình. Bên mình có đầy đủ các loại giống anh em. Cali C này thì nó cũng đã có lâu rồi. Này cả thằng B nữa, thì anh em nào cần giống nào thì mình có giống đó cho anh em nha anh em. Càng Cali C này cũng ruột trắng nha anh em. Thì anh em nào có tư vấn thì gọi trực tiếp cho số điện thoại của mình nha anh em, thì tùy vùng miền mình để tư vấn bán hàng cho anh em nha. Mình trồng phải đúng cái nơi tiêu thụ của mình bán mới được, trồng sai giống thì coi như công sức của anh em là bỏ sông bỏ biển. Cái đó thứ hai là bên mình cũng bán cái dòng sản phẩm bí nụ này cũng rất là nhiều anh em. Coi hầu như có những anh em đã biết cái giống bí nụ và chưa biết, hầu như là đối với mình thì anh em mua giống bí nụ này anh em mới mua lần đầu cũng có, mua lần thứ hai thứ ba cũng có. Còn đây mình thấy mấy
mấy trên mấy trang và thương mại điện tử á, mình không có nêu cái trang nào nha, thì họ cũng đang bí nụ nhưng thực chất thì họ giới thiệu thông tin sản phẩm là rói 10 gram nó ghê đâu đó tầm khoảng 15-20 ngàn về một bịch à. Nhưng mà mình nghĩ cái đó là không phải bí đậu anh đâu, thì mình dám bảo đảm mình bí đậu nếu mà cái loại mẫu trái dài như thằng này, như là Việt Nam nè, một có bí đậu Việt Nam là mẫu trái dài, hoặc là chánh nông, hoặc là thằng trang năm, thì đối với cái loại bí dài này không rớt giá 100.000 một bịch 10 gram anh nha. Thì hiện tại mình bán cái gói bí nụ này á, là mình công khai giá cho anh em là 120.000 một bịch 10 gram tầm khoảng 100 hạt. Anh em mua số lượng tầm khoảng 20 bịch trở lên bên mình hỗ trợ bao ship nha. Còn anh em nào muốn mua để trồng thử 1-2 bịch thì anh em trả tiền ship cho mình nhận gửi 1-2 bịch cho anh em xét thử. Thì tiền ship mình gửi ship code bưu điện anh em, thì một đơn như vậy nó rơi tầm khoảng 21 đến 22 ngàn đồng tiền ship cho một đơn nha. Có nghĩa là anh em mua 10 bịch tiền ship nó cũng vậy, mà 100 bịch tiền ship nó cũng vậy nha. Bưu điện họ ship họ ăn theo đơn mà. Thì nói với anh em có chồng làm kinh tế, anh em lựa cái mẫu trái dài này cho mình nha. Thì thực chất mà nói thì mình chỉ chuyên về cái thằng Vino này thôi, chánh nông hoặc là trang nông thì quý dài mình cũng có, nhưng hầu như cái giống đó thì hầu như là mua là anh em mà kiếm mua lẻ lẻ 1-2 bịch nó rất là khó kiếm, tại số lượng nhiều thì mấy công ty đại lý ra ta họ đặt hàng để họ bán hết trơn à. Thì bởi vậy này mình chỉ chuyên về một giống bí nụ này thôi, trong mà số lượng thì có quanh năm anh em, có những lúc thời điểm nó hơi bị rớt hàng 1-2 tháng nó không có. Anh em lưu ý điều đó nha, anh em mà mua bí nụ thấy một mấy trang thương mại điện tử bán một bịch 10 gram có 20-30 ngàn thì anh em chầm cái đó coi như là giống thì nó không có chất lượng đâu. Thứ nhất anh em mua cái hàng bí nụ này chầm kinh tế, anh em phải mua những công ty có thương hiệu đàng hoàng như chánh nông nè, trang nông nè, Vino nè, Nova nè, rồi còn nhiều cái giống đó thì thiếu gì giống cái đó thì lựa chọn của anh em thôi. Thì bên mình chỉ nói thẳng là bên mình chỉ có bán có thằng Vino này thôi anh em. Thì có những anh em mới họ đã mua 1-2-3 lần, là có những anh em cũ họ đã ủng hộ rất nhiều nha. Như hôm nay mình cũng mang gửi 4-5 đơn cho anh em nha anh em. Anh em thì họ mua 3 bịch cũng có, 2 bịch cũng có. Đây nè, cái bịch này 2 bịch thì 2 bịch 240.000 để cầm tiền ship nha anh em. Này thì 3 bịch, 6 bịch. Hiện tại bên mình đã có thay đổi lại cái cách đóng hàng anh em. Lúc trước thì mình đóng trong cái bịch đen anh em, mình đã đóng theo bịch đen hầu như mình thấy nó hơi bất tiện, có nghĩa là sau này đó mình sẽ đóng trong cái bịch trắng này, là một khi anh em đã nhận hàng thì anh em sẽ xem được cái bao bì có đúng trên cái video mình đăng ký bán hay không. Thì đó, cái đó này mình cũng tạo điều kiện cho anh em để xem hàng anh em. Còn số lượng bịch thì anh em có thể kiểm tra, anh em nói chung là anh em khỏi cần khui hàng, khỏi cần cái anh em nhận cái bao bì như thế này, anh em làm một phát nhận hàng luôn. Còn mình để trong cái bịch đen thì hầu như anh em khó kiểm tra. Thế đó, lúc đó mình cũng để trong bịch đen, lúc đó mình cũng hơi dở nha. Tại vì anh em cứ số lượng bịch thì anh em cứ đem lên cái góc mà anh em đếm là được ha. Thì đối với cái đó thì đối với anh em mới, còn anh em cũ đâu ủng hộ bên mình lâu năm thì cái đó anh em họ rất là yên tâm mà. Nói chung là video hôm nay tới đây cũng xin hết rồi, phải không, là mất thời gian của anh em, tại lâu lắm mà mình không có đăng video về cái hạt giống này nghe nè. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Thì cũng xin chúc buổi chiều anh em
tràn đầy năng lượng nha.